tháng năm căng tràn sức sống, tình yêu. Những hạt mầm đã được thắp và ươm trong xuân ngọt lành, giờ cựa mình, kiêu hãnh, bung bay. Tháng năm khép lại một chặng đường đã qua, mở ra cánh cửa mới trên hành trình cất cánh của mỗi ước mơ với tuổi học trò. Chúng con đã khôn lớn, trưởng thành từ những yêu thương. Tháng năm, mỗi học sinh trường Trung học cơ sở Chu Mạnh Trinh sẵn sàng bay lên, bay cao dưới ánh sáng mặt trời. Gửi tôi của 20 năm sau. Tôi ơi, bức thư này không phải là triết lý của một cô gái 15 tuổi đâu, mà nó là lời tâm tình chân thành chứa đầy ước mơ khát vọng đấy, vững chãi, chắc chắn như một cây sồi già và lanh lệ, linh hoạt đầy nhiệt huyết như một đóa hoa hướng dương. Đừng quên rằng, tôi của năm 15 tuổi đã mong đợi bản thân sẽ ngày càng thành công trong công việc và cả trong tâm hồn, trở thành một con người có ích cho xã hội, biết yêu thương, biết chia sẻ, biết thấu hiểu cảm thông, biết giúp đỡ và biết nhận thức về giá trị của bản thân mình. Và đặc biệt, phải biết sống là chính mình, cống hiến hết mình đến khi không còn có thể tiếp tục. Thế nên, cậu ở 20 năm sau phải tự tin lên, yêu bản thân thật nhiều, vì bản thân mình chỉ có một trên đời này thôi. Hãy luôn nhớ, vạn vật đều có vết nứt, đó cũng là nơi ánh sáng chiếu vào. Vậy nên hãy yêu những điều không hoàn hảo của bản thân đi nhé. Và nếu như trong cuộc sống cậu gặp phải những khúc mắc, những nút thắt không thể gỡ, hãy biến nó thành một chiếc nơ sinh, để luôn tự hào về mọi điểm của bản thân mình cậu nhé. Ký tên Ma Quỳnh Chi. Từ thời thơ bé, tớ vẫn luôn ấp ủ trong lòng một ước mơ, một khát vọng mà tớ tin nó sẽ theo tớ hay chính cậu cả cuộc đời, đó là trở thành một bác sĩ có thể cứu người, giúp đời. Rồi khi mà cuộc sống đủ đầy thì tớ sẽ làm thiện nguyện để giúp đỡ những mảnh đời cơ nhỡ, khó khăn. Trên chặng đường dài, đầy thử thách để có thể với tới ước mơ, chắc chắn sẽ có những lúc cậu mệt mỏi, mọi điều không như ý muốn. Và tớ vẫn luôn tự hào về cậu khi đã nỗ lực hết sức mình. Dù cho mai sau cậu có trở thành ai thì tớ vẫn tin chắc rằng cậu sẽ cống hiến hết sức mình cho tổ quốc, cho xã hội và góp phần giúp giữ cho tình cảm yêu thương đùm bọc giữa người với người vẫn luôn ấm lòng. Gửi chính tôi trong tương lai. Cậu biết không, lúc trước cậu là một con người vô tâm và ích kỷ. Cậu chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người khác. Cậu là một người máu lạnh mà ngay cả người thân của mình cũng có thể bác bỏ. Cậu là một người mà luôn không hài lòng với giáo viên của mình, luôn khó chịu vì nền giáo dục của nước ta chưa thể bằng đất nước mặt trời mọc của cậu. Nhưng điều mà cậu mong ước đấy nó lại rất đơn giản. Cậu chỉ muốn có một gia đình hòa thuận, muốn có một người bạn tốt nhất ở bên cạnh mình, muốn có một người thầy hiểu mình và có thể bảo vệ học trò của mình bằng cả mạng sống. Luôn miệng nói không thích đất nước mình nhưng cậu lại rất yêu nó nhiều. Cậu chỉ muốn nơi đây có thể hoàn hảo hơn để cậu có thể tự hào về nó. Tôi mong rằng bạn sẽ sửa được những hạn chế của tôi bây giờ như ngại ngùng, nhỏ bé để trở thành một phiên bản tốt hơn của tôi. Tôi cũng hy vọng bạn sẽ trở thành một nhà đầu tư tài ba, hoàn thành những ước mơ hiện tại của tôi. Còn nếu không thể, tôi mong bạn sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp, làm nhiều việc thiện cho xã hội và sẵn sàng giúp đỡ người khác nếu có thể. Những năm sau khi rời xa mái trường Trung học cơ sở Chu Mạnh Trinh, em sẽ luôn nhớ mãi về nơi ấy. Nơi em được học tập, trải nghiệm những kiến thức bổ ích, nơi em được truyền động lực để cố gắng vươn lên mỗi ngày, nơi mà thầy cô giúp em nhận ra rằng sống là hành trình không ngừng bước. Chỉ khi ta nhận ra giá trị của bản thân mình và học tập làm việc bằng chính những thứ đó, ta mới đến được thành công. Những điều bổ ích ấy mà thầy cô dạy bảo em sẽ mang thấm dần, gấm dần vào trong em, để rồi khi nhớ lại, em thấy mình thật may mắn khi được học ở mái trường Trung học cơ sở Chu Mạnh Trinh, được các thầy cô chỉ bảo tận tình. Sau khi nhận được lá thư này, những kỷ niệm về ngôi trường cũ, trường Trung học cơ sở Chu Mạnh Trinh sẽ hiện lên. Đó có thể là những tháng ngày học online đáng nhớ, những buổi ôn thi mệt mỏi nhưng đầy niềm vui và cả những thầy cô,
người bạn đã cùng cậu đi trên con đường trung học cơ sở suốt 3 năm. Tôi hy vọng những kỷ niệm đẹp ấy sẽ mãi trong tâm trí cậu, giúp cậu vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Bạn sẽ cảm thấy vô cùng may mắn và tự hào vì đã là một thành viên trong đại gia đình Chu Mạnh Trinh. Tôi hy vọng một ngày nào đó bạn hãy quay trở lại trường và sống lại những ký ức tươi đẹp của tuổi học trò bạn nhé. Tôi chỉ có một ước mơ nho nhỏ là trở thành một người truyền cảm hứng cũng như định hướng tương lai cho những con người giống như bản thân tôi của hiện tại, để giúp họ có những quyết định đúng đắn cho tương lai của chính họ. Hiện tại Tứ đang có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, đang trải qua những ngày học cuối dưới mái trường trung học cơ sở Chu Mạnh Trinh. Bạn bè, thầy cô đều yêu thương, quan tâm tớ. Tớ cũng không biết trong tương lai sẽ làm nghề gì, nhưng tớ chỉ muốn nhắn nhủ đến cậu. Dù cuộc sống có đối xử với cậu thế nào, hy vọng cậu sẽ luôn vững vàng theo đuổi đam mê và nỗ lực hết mình vì tương lai phía trước. Tôi biết 30 năm sau là thời gian khá dài, khi mà tôi không còn phải lo âu gì nữa. Thời gian đã mang đi tất cả, vùi sâu vào trong những kỷ niệm dần bị lãng quên. Nhưng tôi tin chắc rằng bạn sẽ không bao giờ quên nó, bởi những kỷ niệm ấy chính là nguồn động lực cho ta phấn đấu mỗi ngày. Dẫu sau này có ra sao, cũng không được phép quên đi những gì xảy ra ở quá khứ, vì nó là quãng thời gian tươi đẹp nhất đã từng xảy ra trong cuộc đời người. Mong rằng 20 năm sau mình sẽ trở thành một công dân tốt, một người biết đóng góp cống hiến sức mình cho xã hội. Chắc chắn rằng cậu sẽ trưởng thành hơn tớ, chín chắn hơn tớ và suy nghĩ thấu đáo hơn tớ, nên thậm chí cậu còn có thể làm tốt hơn những gì tớ muốn nữa. Không cần làm những người quá nổi tiếng như ca sĩ, diễn viên, cũng không cần là một nhà khoa học vĩ đại hay là một bác sĩ, chỉ cần là một nghề chân chính cống hiến cho xã hội thôi là đủ. Hy vọng trong tương lai tôi sẽ trở thành một người tốt, hay giúp đỡ mọi người. Hãy sống thật hạnh phúc, sống một cuộc đời cậu muốn, sống một cuộc đời thật rực rỡ. Dù có ra sao, hãy luôn tin tưởng vào con đường bản thân đang đi, cậu nhé. Hãy thật sự mở lòng, tự tin và mỉm cười nhiều hơn, trân trọng gia đình và những người bạn. Có những khó khăn và như nắng cay, nhưng cậu phải ráng sống. Cuộc đời có mấy lần 25, vậy nên hãy sống hết mình, làm điều tốt. Và tôi mong rằng trong quá trình trưởng thành của tôi, bạn sẽ luôn nỗ lực, lạc quan và kiên trì khi vấp ngã. Tôi ước mơ được trở thành một cô hướng dẫn viên du lịch trẻ trung, năng động. Tôi muốn cho mọi người biết những điều vô cùng đẹp đẽ của đất nước Việt Nam, những giá trị nhân văn và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ tráng lệ của nơi đây. Đi cùng với sự trưởng thành của tôi là sự già đi của cha mẹ, thời gian vẫn luôn lạnh lùng như vậy. Vì vậy, tôi hay bạn hay nỗ lực mạnh mẽ để báo hiếu cha mẹ và là chỗ dựa vững chắc cho gia đình, cống hiến hết mình cho xã hội ngày một phát triển tươi đẹp hơn, và để sau này khi bước chân lại ngôi trường cấp 2 thân thương này, tôi có thể tự hào vì bản thân là một học sinh của trường trung học cơ sở Chu Mạnh Trinh. Hãy luôn lạc quan và đối mặt với cuộc sống bằng thái độ tích cực. Chúng ta chỉ sống được một lần duy nhất, nên hãy sống một cách trọn vẹn với ước mơ. Khi đó đừng quên đền đáp những người đã có công ơn với chúng ta. Đó là ông bà, cha mẹ, là thầy cô, mái trường. Thế giới của người lớn có lẽ rất vất vả, nhưng tớ luôn mong cậu có thể vững vàng bước tiếp, hướng về phía trước. Vẫn là cô gái hay cười, độc lập, hết mình với đam mê, sở thích của mình. Yêu bản thân hơn, hòa đồng hơn, tự tin hơn, thực hiện được ước mơ của cậu nhé. Tớ mong cậu cân bằng được thời gian dành cho gia đình và công việc. Hãy luôn yêu và trân trọng gia đình, nơi mà cậu luôn có thể tìm về dù có chuyện gì xảy ra. Rồi sẽ có lúc cậu trở về lại mái trường dấu yêu, và những kỷ niệm đẹp bên bè bạn, bên thầy cô sẽ ùa về trong cậu. Dấu chân vẫn còn đó, ta đã đặt tên lên những ước mơ. Là những dấu ấn trong đời ta qua. Còn nhiều phép màu, chẳng cho những ai chỉ ngồi yên. Đừng chờ bàn tay chở che trên suốt con đường còn chẳng chờ. Tôi vẫn tin cuộc đời chẳng là khó khăn, dù những lớn lao hay nhỏ nhoi, phải được từ mình bước đi đến nơi cuối trời nắng chói chang.
vượt qua gian nan như đã quen. Dù là giọt nước mắt đôi khi đã lăn, dấu chân vẫn còn đó, ta đã đặt tên lên những ước mơ. Là phải làm gì để ghi dấu ấn tài năng, có mấy ấn tượng đâu. Và tôi thấy thật giản đơn và thật đậm sâu, từng ngày sống vẫn luôn hết mình.